Cái câu từ gọn ha. Một cái nhà máy, lưu ý nào, nhà máy có hai hãng cùng sản xuất một loại sản phẩm ha. Nhà máy của mình thì có hai hãng, đó là hãng A và hãng B. À, mình chú ý mình ha, hai hãng A và hãng B cùng của một nhà máy ha. Rồi, thì hãng A và hãng B đều tuân theo phân phối Poisson ha, với trung bình lambda ha của A đó là bằng 0,1, lambda của B đó là bằng 0,2. Tiếp theo câu A. Giả sử cái tỷ lệ sản phẩm sản xuất bởi hãng A là 0,25, tức là cái số sản phẩm bây giờ ha, hãng A hãng B, hãng A chỉ chiếm 0,25, B thì sẽ chiếm còn lại đúng không, 0,75. Thì trong một cái mẫu ngẫu nhiên gồm 15 sản phẩm thì xác suất để có hơn 12 sản phẩm có đúng 3 lỗi. Vậy thì mình sẽ tính xác suất P nhỏ này ha, chính là bằng xác suất có đúng 3 lỗi ha. Đúng 3 lỗi. Đó là sản phẩm có đúng 3 lỗi đến từ hãng A ha, đến từ cái hãng A. Vậy thì lambda của A là bằng 0,1. Vậy là P của mình đặt đây là x ha. X bằng 3. Nó là bằng E mũ trừ lambda nhân cho lambda mũ 3 đây ha, chia cho 3 dây thừa. Còn mình sẽ thế vào, thứ nhất đó là cho hãng A đúng không? Là thay lambda bằng lambda A, tức là bằng 0,1. Đó, XA đây ha. Thì nó là bằng E mũ trừ 0,1 nhân cho 0,1 mũ 3 chia cho 3 dây thừa. Rồi, tương tự P của XB ha, bằng 3. Thì cho hãng B thì nó là E mũ trừ, đây là lambda, đây lambda A ha, mình ghi rõ đây luôn. Rồi dưới đây là trừ lambda B nhân lambda B mũ K, K đây bằng 3 ha, chia cho 3 dây thừa. Nó là bằng E mũ trừ 0,2 nhân cho 0,2 mũ 3 chia cho 3 dây thừa. Rồi thì mình sẽ bấm máy cái lượng này ha. Rồi T của XA bằng 3 đó là bằng E mũ trừ 0,1 này, nhân cho 0,1 mũ 3 chia cho 3 dây thừa. Đây là mình được con số này ha. Để đặt T của XA bằng 3, mình store vào A. Tương tự mình tính XP của XB bằng 3 ha. Thì mình thế này 0,2 thôi. Là y chang hết nè, 0,2. Đó, mình store vào B. Đây thì mình vẽ lại cái sơ đồ một xíu ha. Thì tương ứng với nhà máy A thì cái xác suất để nó sản xuất hư 3 sản phẩm nó là A, nó lưu biến A ha. Rồi, tương tự cái này là biến B. Bây giờ nó xét luôn nè, xét nguyên cả cái nhà máy. Vậy thì có hai hãng AB đúng không? Vậy thì xác suất để x bằng 3 thì nó chính là bằng 0,25 lần xác suất đến từ nhà máy A, tức là biến A, cộng với lại 0,75 lần nhân cho biến B ha. Thì đây là cái xác suất để một cái sản phẩm của cái nhà máy này ha, gồm hai hãng luôn, sản xuất có đúng 3 lỗi thì nó chính là 0,25 nhân cho cái xác suất để cái hãng A sản xuất cộng sản xuất 3 cái lỗi nè, cộng với 0,75 nhân cho cái xác suất hãng B sản xuất 3 lỗi. Rồi thì mình bấm máy ha. Tức là mình lấy cái thằng A mình nhân cho 0,25 cộng với lại thằng B nhân cho 0,75. Đây, mình storm là một cái biến mới đi. Bên C ha. Thì nó chính là bằng C. Ở đây thì là đây là P nhỏ này ha. Nó chính là P của đúng 3 lỗi, tức là thằng C. Vậy thì để có model 12 sản phẩm có đúng 3 lỗi, vậy thì nó sẽ tuân theo phân phối nhị thức ha. Vậy thì nó là bằng tổng sigma từ 12 đến 15 đúng không? Model 12 là hơn 12 ha. Vậy là 13 đến 15 của CK15 nhân cho P mũ K nhân cho 1 trừ P mũ 15 trừ K. Rồi, vậy thì cái này mình sẽ bấm máy đi ha. Tổng sigma chạy từ 13 đến 15. 15 là CX nhân cho P mũ K, tức là P đây là thằng C lớn, mũ K đây là x ha. Rồi, mình nhân cho 1 trừ C lớn
Nhân cho. Ở cái này mũ à, mũ 15 chữ X. Đây, đây là cái xác suất của mình, nó khá là nhỏ ha. 1.38 và 1.39 nhân 10 mũ trừ 38. Rồi cô B này thì nó chỉ nó là trong một cái mẫu của 100 sản phẩm của hãng A. Đó, vậy thì nó chỉ xét cái xác suất đó là GDP của hãng A thôi ha. Chỉ xét mỗi hãng A thôi. Thì xác suất để có từ 60 đến 95 sản phẩm có ít nhất một lỗi. Vậy thì mình cần tính cái gì? P ít nhất một lỗi của hãng A ha. Thì nó là bằng 1 trừ đi ít nhất một lỗi, vậy thì nó là một lỗi, hai lỗi, ba lỗi. Thì mình lấy một mình trừ đi phần bù. Vậy thì phần bù của nó sẽ là không lỗi ha. Không lỗi của hãng A. Vậy thì nó là bằng một trừ xác suất này có không lỗi, nó là bằng E mũ trừ lambda A nhân cho lambda A mũ không chia cho không giai thừa, thì nguyên cái lượng đằng sau đấy nó bằng một nên mình cũng có thể xóa đi ha. Vậy thì nó là bằng 1 trừ E mũ trừ lambda A là bằng trừ 0,1. 1 trừ E mũ trừ 0,1. Store nó biến dê đi ha. Rồi. Mình đặt đây là cái xác suất này là P nhỏ cho dễ làm việc. Vậy thì để có từ 60 đến 95 sản phẩm có cái xác suất P nhỏ như thế này trong 100 sản phẩm thì nó sẽ tuân theo phân phối nhĩa thức ha. Thì nó là bằng tổng sigma từ 60 đến 95 100 CX đúng không? Nhân cho P mũ X nhân cho 1 trừ P mũ 100 chữ X. Rồi ha, vậy thì mình thế số vào. Tổng sigma nè, từ 60 đến 95 100 CX. Rồi, cái P ở đây ha. Thì bạn lưu ý cho mình cái P thì nó chính là cái biến D mình đã lưu hồi nãy. Rồi, đây là một trừ cho biến dê hồi nãy ha. Mũ 100 chữ X. Đây. Thì mình thu được con số là 1.38 nhân cho 10 mũ trừ 35 ha. Sắp xỉ. 1.38 nhân cho 10 mũ trừ 35.